Pháp hành của Phật giáo, băng thứ 14, trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Cho nên nó có cái sự phản ứng, cũng như bây giờ ai mà bóp mũi mình giãy giụa với nó, mình phản ứng để mình chống lại cái sự chịu chết của mình. À, cho nên thí dụ như bây giờ người ta bóp cổ mình, nghẹt thở không được, mình giãy giụa chứ đến cuối cùng mà mình giãy không nổi thì mình mới chịu chết, chứ không mình không có nằm yên để cho người ta bóp mình chết đâu. À, đó là một cái phản xạ tự nhiên của nó. Thí dụ như mình đi ngang trên con đường, mình đi ngang nha. À, mình thấy mà trời nhá nhem tối rồi, mình thấy một cái sợi dây nó quăng queo giống như con rắn, mình đi vừa chợt thấy cái mình nhảy qua liền. Nó không phải là có cái ý thức mình điều khiển mình, nó là cái phản xạ tự nhiên của cơ thể của mình. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp hướng của chúng ta là cái truyền lệnh cho cái hơi thở tịnh chỉ, thì nó tịnh chỉ như vậy, thì nó ngưng như vậy một chút, thì nó có cái sự phản xạ để nó bảo vệ cơ thể nó, bắt buộc cái pháp hướng nó giữ cho cái hơi thở phải tịnh chỉ dài hơn nữa, thì cái tụi kia bắt buộc nó phải phản xạ, nó phải làm cho cơ thể nó sống, tức là nó phải trỗi dậy nó hoạt động. Cho nên đó là những cái cách thức mà nó thay thế để cho nó cơ thể nó không bị chết, nó không có bị hoại diệt của cơ thể. Cho nên nó phải hoạt động, chứ còn không hoạt động thì nó chết. Cho nên cái phản xạ tự nhiên của nó phải có, khi cái tụi này bị cái pháp hướng nó ức chế, nó làm cho cái tụi này ngưng đi, thì cái tụi kia phải phấn khởi, tức là hoạt động trở lại. À, do như vậy đó mà chúng ta nhập định, mà chúng ta không bị hoại diệt cái cơ thể. Khi nó chịu hoạt động thì hơi thở chúng ta mới tịnh chỉ hoàn toàn, lúc bây giờ chúng ta mới nhập được tứ thiền. Cái hay nhất của đạo Phật ở chỗ chỉ dùng pháp hướng mà không ức chế điều khiển, nghĩa là chúng ta chỉ dùng pháp hướng nhắc thôi, chứ không phải là chúng ta nhắc như vậy là chúng ta nín thở đâu, không phải đâu. Nếu mà nín thở tức là chúng ta ức chế hơi thở của mình, mà cái ức chế hơi thở của mình nó không hay đâu, nó làm cho chúng ta bị rối loạn cơ thể và rối loạn thần kinh đó. À, cho nên cái không có, chúng ta chỉ dùng pháp hướng nhắc thôi. Do cái tâm mà thanh tịnh đó, nó ly cái ác pháp ra rồi, thì chúng ta nhắc nó có cái hiệu lực rất lớn, nó làm cho cái hơi thở tịnh chỉ. Bởi vì tịnh chỉ mà, chứ không phải đình chỉ hay hoặc là định chỉ, mà tịnh chỉ. Tịnh là do cái lực thanh tịnh của tâm mà nó điều khiển, nó làm cho cái hơi thở ngưng, chứ không phải là chúng ta ức chế cái hơi thở bằng cách điều khiển làm cho nó thở chậm chậm rồi ngưng rồi nín thở. Thì cái đó là nếu một người mà tu mà thiền định tưởng á, thì họ thở bằng rúng, thở bằng chân lâm của họ, thì lúc bây giờ đó họ tu tập bằng cách ức chế, tức là họ thở chậm, hoặc là họ nín thở lại, rồi họ tưởng, họ dùng cái tưởng của họ, họ tưởng như là họ thở bằng rúng hoặc là thở bằng lỗ chân lâm. À, do họ nín như vậy chừng khoảng độ 1 phút 2 phút, rồi họ thở lại, rồi một lát nữa họ nín, rồi họ lại tưởng như vậy, rồi họ lại thở lại, họ tập riết rồi như vậy. Là khi mà họ nín luôn một cái thời gian thì tức là ức chế cái này thì nó phải hưng phấn cái kia, nó hưng phấn là nó qua một cái tưởng đó, nó hưng phấn thì coi như là hơi thở nó thở theo lỗ chân lâm. Như các nhà mà yoga đã biểu diễn ở bên Liên Xô, mà báo chí và đài phát thanh đã có đăng những cái tin tức cho chúng ta biết, dìm họ trong nước họ không chết, tức là họ thở bằng lỗ chân lâm, chôn họ trong đất họ không chết, tức là họ liền bằng những cái định tưởng đó. Bằng cái tưởng đó. Cho nên còn ở đây chúng ta không có ức chế nó chút nào hết, chúng ta không có thở chậm thở nhẹ, chúng ta chỉ điều khiển rồi tự nó chậm nhẹ, hoặc là chúng ta điều khiển nó tịnh chỉ rồi tự nó ngưng rồi nó phục hồi trở lại rồi nó ngưng. Cứ như vậy mà chúng ta dùng pháp hướng cho đến khi tất cả các tế bào kia nó hoạt động trở lại, thì lúc bây giờ nó tịnh chỉ luôn, nó ngưng luôn. Chừng nào mà chúng ta điều khiển nó trở lại thì chúng ta nhắc nó hoạt động trở lại, hơi thở thở lại thì bắt đầu nó thở lại, thì nhắc nó lại thì cái tụi tế bào kia bắt đầu nó trỗi dậy, nó làm việc, thì cái tụi tế bào này nó nằm yên xuống, nó ngủ. Đó là cái hay nhất của cái pháp môn của đạo Phật, là cái chỗ chúng ta dùng pháp hướng chứ không có dùng cái sự ức chế. Còn các cái ngoại đạo, các cái tôn giáo khác, người ta đều dùng cái sự ức chế mà điều khiển qua một cái tưởng của mình. Cũng như thí dụ như một nhà mà luyện võ công hoặc khí công, họ cũng đều dùng cái tưởng của họ hết. Khi họ giận nộ công thì họ cũng phải dùng tưởng họ. Họ dùng khí công họ cũng phải dùng cái tưởng của họ. Còn ở đây họ ức chế, họ gồng cái tay lên, rồi họ tưởng như là tất cả những cái sức mạnh gồm ở trong vào trong đó, một cái lực của nó như vậy, họ gọi là nội công. Còn chúng ta thì không có gồng, không có gì hết, chỉ nhắc nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi từng tự đó, do chúng ta giữ được cái trạng thái mà nó yên lặng, vắng lặng, thì chúng ta sẽ hướng được, đừng có để cho nó mất cái trạng thái đó thì không được. Cũng như cái tâm mà chúng ta nó cứ nghĩ ngợi cái này kia nọ mà chúng ta bảo nó tịnh chỉ thì không được rồi.
Cho nên cái tâm của chúng ta phải thanh tịnh rồi. Mà cái tâm thanh tịnh đến cái mức độ vắng lặng á, thì cái chỗ thanh tịnh của nó là cái chỗ hết tham sân si, không còn giận hờn phiền não, không còn ham muốn vật dụng thế gian này nữa hết. Cho nên do cái chỗ thanh tịnh này mà cái pháp hướng đó nó có cái hiệu quả, điều khiển được cái sự sống chết của chúng ta là ở chỗ này. Điều khiển sai khiến bằng một lực vô hình của tâm, nghĩa là coi như là đây là mình điều khiển bằng cái lực của tâm, chứ không phải là bằng cái sự của cơ thể của chúng ta, bằng cái ức chế, bằng cái điều khiển, bằng cái cơ, bằng các cơ. Thí dụ bây giờ thầy thở chậm, thầy dùng cái cơ thở chậm thầy à, hoặc là dùng cái cơ thì nín thở, thì đây là dùng cơ. Còn cái này chúng ta dùng cái lực của nó bằng tâm, chứ không phải dùng cái lực của bằng thân của chúng ta, bằng các cơ của chúng ta. Điều khiển sai khiến bằng một lực vô hình của tâm, vừa tỉnh chỉ hơi thở mà vừa là đánh thức các tế bào não. À, nó hay tuyệt là ở chỗ đó đó. Cách thức tu tập rất là khoa học, không có khổ công, tu tập như thiền yoga. Nghĩa là cách thức chúng ta tu tập theo cái thiền của đạo Phật á, thì nó không có khổ công. Chúng ta chỉ dùng hướng vậy thôi, mà chúng ta đạt được cái mức này thì chúng ta tới mức, ví dụ như bây giờ à, chúng ta tu này ly dục ly ác pháp này, thì do cái tứ chính cần mà chúng ta đạt được cái tâm thanh tịnh đó, à, ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp được rồi thì chúng ta còn tầm tứ thiện. Cho nên do đó thì vậy, cho nên bây giờ chúng ta mới diệt cái tầm tứ thiện đi. Vì vậy mà chúng ta mới nhập nhị thiền. Nhập nhị thiền thì chúng ta diệt tầm diệt tứ. Cho nên trong khi đó cái diệt tầm tứ nhập nhị thiền thì cái trạng thái tâm chúng ta rất là yên lặng. À, từ cái chỗ ở yên lặng đó, từ cái chỗ mà tâm diệt tầm tứ ly dục ly ác pháp đó, thì chúng ta mới điều khiển diệt tầm tứ nó rất dễ. Chúng ta cũng chỉ hướng tâm thôi, chứ chúng ta còn không phải ức chế nó. Cho nên chúng ta rất dễ dàng. Vì trong khi mà ly dục ly ác pháp mà chỗ sơ thiền đó, thì chúng ta biết là có cái nhất tâm rồi. Cho nên Phật nói nó có cái nhất tâm này, hỷ lạc nè, tầm tứ nhất tâm, nó có năm cái quả của chúng ta tu tập mà. Đó. Như vậy là chúng ta thấy có năm cái quả của sơ thiền rồi, thì cái nhất tâm đó để mà chúng ta tiếp tục ở trong cái trạng thái của nhị thiền, mà trạng thái của nhị thiền tức là trạng thái yên lặng. Từ cái trạng thái yên lặng đó chúng ta mới tiến sâu vào để xả 18 cái lại tưởng, thì chúng ta đạt được cái trạng thái vắng lặng, luôn luôn nào trong hư không này không còn nghe âm thanh nữa. Từ cái chỗ mà vắng lặng này chúng ta mới tiến tới chúng ta phá thọ. À, chúng ta phá tất cả những cái thọ, cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh đó để mà nhập tứ thiền. Thì khi mà xả hết cái thọ tức là cái hơi thở tịnh chỉ. À, hơi thở nó ngưng nghỉ. Hơi thở nó ngưng thì các hành trong thân chúng ta sẽ bắt đầu sẽ ngưng hết. Do vì vậy đó mà chúng ta nhập tứ thiền. Mà cái cách thức điều khiển của nó thì chúng ta thấy nó không có khổ công. Còn yoga nó phải rèn luyện khổ công, phải tập thân thể như thế này, trồng chuối ngược rồi ngồi trên một cánh tay rồi quay như thế nào, đủ cách đủ kiểu của yoga, luyện cái thân của mình hết sức rồi luyện hơi thở. Từ cái hơi thở nó có, yoga thì nó có ba cái hơi thở, trong hai hơi thở như chúng ta, hơi thở ra, hơi thở vô và hơi thở nín, nó ba hơi thở mà. Cho nên vì vậy mà nó khi mà tập tới hơi thở nín nó rất quan trọng. Người mà không biết thì nó sẽ ra máu, còn cái người mà có kinh nghiệm tu thì họ hướng dẫn thì nó không đến nỗi. Nhưng mà cái hơi thở nín nó sẽ làm cho người ta thở bằng chân lâm hoặc là thở đúng. Thế mà di diệu hy hữu ít có pháp nào sánh kịp. Bởi vì đối với Phật Pháp thì đối với như mà mình nghe nói về yoga thì mình thấy là cái thiền đó tập luyện hết sức. Người ta ở trên một cái trên núi cao như Himalap Sơn, trời lạnh như buốt như vậy, mà người ta chỉ chàng một cái chiếc áo mỏng như thế như thầy vậy, mà mỏng hơn nữa, mà người ta không thấy lạnh. Người ta ở trên cái tầng cao rất lạnh mà người ta không thấy lạnh. À, cho nên người ta luyện tập cơ thể rất là dị đại. Thì sự thật ra một cái người mà nhập tứ thiền rồi, họ cũng làm cho những cái khí hậu, họ làm chủ được những cái khí hậu. Ngay khi nóng họ cũng làm cho khí hậu mát mẻ, họ điều hòa được thời tiết, họ làm cho mát mẻ. Khi mà lạnh họ cũng điều hòa được, cho nên họ vẫn cảm thấy. Người khác thì lạnh run, chứ còn đối với cái người mà nhập tứ thiền họ vẫn điều hòa được không khí khi mà họ ở trong cái trạng thái của thiền định đó. Bởi vì họ chỉ dùng cái pháp hướng thôi, họ đã có cái lĩnh của pháp hướng rồi. Khi mà họ ở trong một cái trạng thái của cái trạng thái vắng lặng, họ không có nghe âm thanh rồi, thì họ ra lệnh không khí hay hoặc là cái khí trời hôm nay đương lạnh, như họ bảo phải ấm áp, thì ngay đó là cả toàn thân họ nghe ấm áp, không bao giờ mà nghe lạnh. Mà bây giờ nó nực nổi, họ chỉ cần ra lệnh thì cái thời tiết nó sẽ mát mẻ, nó không còn mà nóng nảy. Đó là cái quyền lực của một cái người tu, nó có cái năng lực, có cái đạo lực như vậy đó. Cho nên chúng ta tu không có uổng đâu. Tại vì chúng ta chưa biết chỗ ly dục ly ác pháp, cho nên chúng ta đi nó lầm lạc, nó đi ngang ngửa, nó xen vào ở trong những cái ức chế rồi bị tưởng, rồi chúng ta tu riết nó sai. Bây giờ câu hỏi kế, hỏi kính bạch thầy,
Khi tu các định dùng câu pháp hướng phải cho rõ ràng, mạch lạc, không nhầm lẫn, thông thả khoan thai, không vội vàng gấp gáp, đúng đối tượng tâm trạng thì hiệu quả đến ngay. Liền bằng không thì ngược lại, hiệu quả không có, vọng tưởng khởi lên, loạn tưởng tùy miên phóng vật xen vào, hôn trầm tùy miên, hôn tịch vô ký kéo tới, có đúng không thưa thầy? Đúng, bởi vì khi mà cái pháp hướng của chúng ta mà sai, mà tu hành nhiều khi chúng ta nhắc đại rồi thôi, không phải, chúng ta từng tự những cái ý nghĩ của cái pháp hướng mà chúng ta đặt, chúng ta khi mà nhắc cái tâm chúng ta rất tỉnh táo, nhắc từng cái ý nghĩ rất là thâm sâu của nó, thì ở đây thì chân thành đã nắm được cái chỗ mà hướng tâm phải thông thả, phải nhẹ nhàng, không có vội vàng gấp gáp gì hết, đúng cái đối tượng trong khi tâm của chúng ta mà nhắc nó thì ngay liền nó rất là tỉnh táo. Còn nếu mà chúng ta không khéo mà chúng ta cũng nhắc cho có nhắc đó, hướng cũng có hướng đó, nhưng mà loạn tưởng tùy miên nó phóng vào, hôn trầm hoặc là vô ký hôn tịch nó liên tục, thì cái chuyện đó là tại mình hướng cho có hướng thôi, chứ thật sự hướng phải từng tự. Bây giờ nó đang bị hôn trầm nè, mà hướng cho nó hết hôn trầm nè, là từng tự phải hướng, phải nhắc cái tâm mình như thế nào. Khi mà nhắc cái câu pháp hướng rồi, cái tâm nó tỉnh ngay liền, nó không bị hôn trầm. Nó như vậy là rút tỉa từng những cái kinh nghiệm đó, thì cho nên chân thành mới hỏi thầy câu này. Nếu mà không có gì cái câu pháp hướng mà thắng được cái hôn trầm á, thì chân thành không biết mà hỏi câu này đâu. Đáp tu mà không có nhiệt tâm, không có nghị lực, không có ráng sức thì chẳng mang lại kết quả gì. Nghĩa là trong khi tu mà dùng cái pháp hướng như vậy mà không có nhiệt tâm để mà nói lên một cái câu nói hướng tâm cho nó rõ ràng, cho nó đầy đủ ý nghĩa của nó, mình chỉ như là tụng cái chú mà giảng sanh vậy, thì hoặc là cái chú đại bi vậy, đọc ly lịa vậy, chứ còn không có ý nghĩa gì ở trong cái đầu chúng ta hết, thì nó không phải đâu. Cái pháp hướng nó có một cái ý nghĩa thâm sâu của nó khi mình hướng ra rồi, nó có một cái nghị lực, nó làm cho mình mạnh mẽ để mình không có lười biếng, nó không có dễ dãi với mình nữa, mà nó có cái sự quyết chiến quyết thắng ở trong đó. Thì cái pháp hướng nó phải đúng cách của nó thì nó như vậy. Cho nên ở đây trong cái chỗ mà tu tập thì nó cần phải có cái sự nhiệt tâm, nó cần phải có cái nghị lực, nó cần phải có sự ráng sức mình trong khi mình bị một cái trạng thái nào đó, thì cần phải có sự ráng sức để dẹp nó. Mà muốn ráng sức dẹp nó thì phải đem hết cái nghị lực chống trả lại nó. Thí dụ bây giờ nó buồn ngủ mà mình không có nghị lực, tức là mình phải đi nằm ngủ chứ không thể nào mình thắng được. Bây giờ mình thấy cái cục kẹo đó mình muốn ăn mà mình không nghị lực thì mình lấy mình bỏ miệng mình nhai, không có thế nào mà người có nghị lực nhất định là không ăn, chết bỏ, nhất định thèm chết bỏ không ăn, thì như vậy nó mới có nghị lực. Cho nên cái nghị lực nó giúp chúng ta dứt liền, không có để chúng ta phạm phải những cái sai lầm đó. Cho nên như vậy nó mới có mang lại những cái kết quả. Tu mà không trạch pháp kỹ lưỡng, không rõ đặc tướng của mình, dùng pháp hướng không đúng pháp, đúng chỗ, đúng trạng thái, đối tượng tâm thì chẳng có hiệu quả gì, như con đã nêu ở trên. Nghĩa là mình phải tu, phải cho trạch pháp, phải cho đúng cách thì nó mới có cái hiệu quả, mà nếu mà không đúng cách thì không hiệu quả. Nhưng thầy lại thêm chỗ này để biết rằng tu mà không có nhiệt tâm, không có nghị lực, không có ráng sức thì nó cũng không có kết quả gì. Bởi vì mình đã chọn lấy cái tu rồi, cũng như mình đã chọn lấy cuộc đời, thì mình phải ráng sức để mà làm sao cho có cuộc đời mình đem đến một cái hạnh phúc. Phải có tiền sống nè, phải có cơm gạo ngày hai bữa ba bữa phải đầy đủ nè, phải người ta có gì mình phải có nấy, để cái đời sống của mình nó đầy đủ những vật chất như người khác. Mà mình phải làm cách nào, tìm mọi cách để làm ra bằng cái mồ hôi nước mắt của mình, cho xứng đáng với cái đầu óc, cái suy tư của mình. Thì cái người tu chúng ta cũng vậy, phải nghĩ rằng mình chỉ còn cái gia tài là phải của mình, là phải đạt được cái gia tài đó là bằng cái giải thoát của thân tâm của mình. Cho nên mình tu không tu thôi, mà đã tu không có nghĩa là mình cất cái chòi lá lẹp xẹp đó mình cứ ở vậy hoài, không phải đâu. Mình phải hoàn toàn là mình phải giải thoát cho hoàn toàn. Hỏi kính bạch thầy, khi con tu hiện tại an lạc trú định, con hướng tâm nhất hơi thở chậm chậm dần nhẹ dần thì thấy có hiệu quả,
nhưng cơ hoành và cơ bắp theo hơi thở nên có cảm giác căng tức, vậy là tốt hay là xấu? Đáp: xấu. Nghĩa là lúc bây giờ mình nhắc cái hơi thở mình chậm nhẹ thì bắt đầu mình thấy có từ cơ hoành ở trong ngực, trong bụng mình á, và cơ bắp của mình nghe hơi căng, cảm giác căng tức, thì cái đó là không tốt rồi, xấu rồi. Khi cơ hoành và cơ bắp có cảm giác căng tức thì con nên dùng pháp hướng khác mà thư giãn nó. Nghĩa là bây giờ bị cái pháp hướng kia rồi, nó cái cơ hoành và cái cơ bắp của mình nó theo cái pháp hướng của hơi thở chậm nhẹ, do cái sự hơi chậm nhẹ nó quá cái sức của cơ thể, cho nên cơ hoành và cơ bắp đó nó phải nương theo với cái sức chậm nhẹ đó mà nó co thúc, nó làm cho nó căng lên, nó làm cho con thấy căng tức. Cho nên bây giờ con phải dùng một cái pháp hướng để cho các cái cơ này, mặc dù bây giờ hơi thở chậm nhẹ thì con đừng có hướng nó bảo ngừng lại, vì con sợ quá thì con bảo nó ngưng lại hoặc là thở lại bình thường thì con không tiến bộ đâu, mà con cứ để cho nó chậm nhẹ theo cái chậm nhẹ của pháp hướng điều khiển nó. Thì bắt đầu con muốn cho cơ hoành và cơ bắp của con nó trở về trạng thái thư giãn bình thường mà không còn làm căng tức, thì con hướng làm tiếp. Con thấy có trạng thái gì thay đổi trong thân của con mà đã có cái gì mà không đúng thì tức là con phải dùng cái pháp hướng khác mà đập cái đó xuống liền. Đây thầy có ghi cái pháp hướng nó như thế này. Bây giờ đó con sẽ hướng tâm, con nhắc nó cơ hoành và cơ bắp phải thư giãn bình thường, không được căng tức nữa. Con ra lệnh nó như vậy. Mà khi con ra lệnh một lần nó còn theo cái hơi thở chậm nhẹ đó, thì con ra lệnh lần nữa, ra lệnh đôi ba lần như vậy thì cái cơ hoành và cơ bắp đó nó sẽ thư giãn bình thường. Và thư giãn bình thường thì ngay đó cái hơi thở con nó không có chậm nhẹ nữa, nó lại đứng lại đó. Thì lúc bây giờ nó không có làm cho cái cơ thể con bị rối loạn nữa, cho nên nó đã phản ứng trở lại, nó giữ cái hơi thở con ở cái mức độ mà không có làm cơ hoành và cơ bắp nó căng thẳng. Con thấy từ cái chỗ đó là những cái chỗ mà chúng ta để sửa những cái sai của chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình đang ở trong cái trạng thái của một cái hơi thở an ổn, thì bắt đầu nó có một cái gì nó cảm giác như cái mũi mình nặng, cái đầu mình nặng, hoặc là cái tai mình lớn, cái thân nó bự ra. Thì lúc bây giờ đó mình mới nhắc mình hướng, mình phá những cái trạng thái đó đi, đừng để. Hay hoặc là mình đang ngồi mình yên lặng như thế này, bỗng dưng mình thấy xung quanh mình ánh sáng sáng lên hết. Thì lúc bây giờ đó mình ngay liền mình cũng dùng pháp hướng để mình phá cái tưởng đó đi, chứ không có để cho cái tưởng đó. Vì để cái tưởng đó tâm mình một lúc sau nó sẽ dính vào cái ánh sáng đó. Cho nên tất cả những cái này là những cái chúng ta có pháp để phá, mà có pháp để tu, để mà tiến tới con đường mà nó suôn sẻ. Chứ không khéo thì chúng ta bị lạc. Các thầy và các con nhớ kỹ trong vấn đề này, tuy rằng cái câu hỏi và cái câu đáp tuy đơn sơ chứ nó có những cái kinh nghiệm để trong lúc chúng ta tu tập bất kỳ gặp một cái gì, chứ không phải là cơ hoành cơ bắp này đâu. Các con không gặp cái này nhưng mà gặp cái khác. Bây giờ khi mình đang tu như vậy, mình bảo hơi thở chậm nhẹ, thì bắt đầu nó chậm nhẹ, chậm nhẹ, chậm nhẹ. Mà nghe xong nó tức, nó nhức cái tim này quá chừng, nó đau lối chỗ này quá. Là do đó ngay đó thì phải dùng pháp hướng cho cái chỗ đau đó nó giảm xuống và nó bình thường trở lại, không được đau nữa. Đó. Thì trong khi mà mình đã hướng tâm nhắc cái này, thì cái hơi thở chậm nhẹ đó bắt đầu nó, mình cũng nương vào cái hơi thở đó chứ mình đâu có gì đâu, nhưng mà thấy hơi thở nó không có còn xuống chậm nhẹ nữa, nó giữ lại liền tức. Hỏi: kính bạch thầy, khi một người nhập định lâu ngày, một tháng trở lên, 5 năm, 10 năm, các hành trong thân ngưng nghỉ, vậy các tế bào còn hoạt động hay không? Râu, tóc, móng tay, móng chân có mọc hay không? Hay không mọc? Cái những câu hỏi này là thầy thấy có nhiều cái trường hợp mà người ta nói rằng nhập định mà râu, tóc đều mọc hoặc móng tay, móng chân mọc. Thì ở đây câu hỏi này cũng để chúng ta hiểu biết được những cái sắp tới mà chúng ta có thể nhập định mà chúng ta biết được. Đáp: khi một người nhập định lâu ngày, diệt thọ tưởng định, đây thầy nói ví dụ là lâu ngày là chỉ có cái định diệt thọ tưởng định, thân hành, khẩu hành và ý hành đều ngưng nghỉ hoàn toàn, thì các tế bào cũng ngưng hoạt động. Các con cứ nghĩ đi, thì cái gì mà nó ngưng hết hoàn toàn? Thân hành là do cái thân của mình, là cái khẩu hành cũng ngưng, là ý hành nó cũng ngưng, toàn bộ nó ngưng hoàn toàn hết, thì các tế bào trong đó nó cũng ngưng. Mà các tế bào nó ngưng á, thì râu tóc, móng tay, móng chân á, nó cũng ngưng mọc chứ sao lại nó mọc đâu hết? Thầy thấy nó đúng chứ đâu? Nó hoạt động thì nó mới mọc nó ra, còn nó không hoạt động thì nó làm sao nó mọc được? Nó hiểu như vậy. Cho nên chúng ta thấy nó phải có một cái cụ thể, chứ không phải là cái mơ hồ được.
cái tưởng tượng được, mà đây là cái thực tế. Tại sao vậy? Tại vì toàn bộ thân ngũ quẩn của chúng ta ngưng nghỉ, nó ngưng hoàn toàn, thì cái lực vô thường không còn tác động. Bởi vì cái lực vô thường nó tác động là khi chúng ta còn hoạt động, nó tác động, nó tác động thì nó mới vô thường. Nó vô thường thì râu tóc của chúng ta nó mới mọc ra, nó mọc ra theo cái kiểu vô thường của nó thay đổi mà. À, cho nên nó bắt đầu từ cái tuổi mà sinh, mới sinh ra rồi nó phát triển dần dần, tức là nó vô thường đó. Thì khi nó hoạt động, chứ còn cỡ nó sinh ra rồi nó nằm nó chết đó, thì nó còn cái gì nữa mà nó lớn lên nữa được, nó đâu có hoạt động được nữa. À, nếu mà một cái người nào mà mới sinh ra 8 tuổi đi, bây giờ chúng ta đem thủy, đem cái này kia, chúng ta ngâm cái xác nó đi ha, hoặc là đem một cái thuốc mà ướp xác đi, đừng có cho cái xác đó nó thúi đi, cái thay ma nó thúi đi, nó không có bị hư hoại, bị rửa đi. Thì lúc bây giờ đó thì các thầy sẽ thấy như thế nào, đứa trẻ đó bây giờ vẫn ngâm 100 năm đi ở trong cái bồn thủy như thế này thì nó cũng bị lớn đó, chứ nó đâu có lớn ra được nữa. Bởi vì nó ngưng hoạt động hết mà làm sao mà nó phát triển được, nó lớn, nó đâu có vô thường được nữa. Tại vì toàn bộ thân ngũ quẩn ngưng nghỉ thì lực vô thường không còn tác động vào thân này được nữa. Dù hành giả nhập định 1000 năm vẫn giữ cơ thể như mới lúc nhập định, nghĩa là không có già thêm. Cho nên thầy nói chỉ nhị, ở nhị thiền thôi, diệt tầm tứ thôi, không có cái ý không khởi, cái thân ngồi bất động nè, cái thân ngồi bất động nè, cái ý không khởi nè, cái miệng không nói nè, thì nó cũng đã không thay đổi cái cơ thể của chúng ta rồi. Thì còn gì mà nó râu tóc nó mọc ra. Thì huống hồ là người ta nhập cái diệt thọ tưởng định. Cho nên luật vô thường biến hoại cơ thể con người khi toàn thân con người còn hoạt động. Khi toàn thân ngưng hoạt động thì cơ thể không biến hoại thay đổi nữa. Vì thế râu tóc ngưng mọc, râu tóc móng tay móng chân còn mọc thì cơ thể còn vô thường trong từng giây từng phút thay đổi của cơ thể. Bên Trung Quốc thời nhà Đường có câu chuyện huyền thoại, một vị thiền sư nhập định 1000 năm, móng tay móng chân râu tóc ra dài quấn quanh mình của vị thiền sư. Cái câu chuyện là thiền sư đó sau cái đời nhà Tùy thì Phật giáo suy, cho nên cái vị thiền sư đó mới đến ngồi ở dưới một cái gốc cây rồi nhập định ở đó. Rồi cái gốc cây nó lớn, nó bao quanh cái gì đó, nó lớn, nó bao quanh là hết ở trong cái thân cây đó. 1000 năm sau mà cái cây nó lớn quá, nó bao mất cái gì đó đi. Cho đến khi mà đời nhà Đường thịnh á, thì Phật giáo đời nhà Đường mà lập quốc á, thì Phật giáo nó thịnh. Thịnh á, thì vua nhà Đường mới sai người đi lên rừng, mới đốn cây đem về để mà làm lâu đài. Thì về chặt cái cây nó lại, dăng cái người mà nhập định nó ra. Do đó thì thấy râu tóc móng tay móng chân gì ngồi như vậy mà nó quấn cùng mình hết, nghĩa là bị cái cây á, nó đâu có đi ra dài được, nên cái râu tóc là nó mọc nó quấn quanh hết. Do đó thì vua nhà Đường mới hỏi cái người này là con người hay là ma quỷ. Rồi hỏi một vị thiền sư thì vị thiền sư nói đây là một vị nhập diệt thọ tưởng định, cho nên nó như vậy. Vậy thì muốn mà cho cái người này tỉnh dậy á, thì lấy cái đồng la, sai lính lấy một la đánh một hơi thì vị này xuất định. Quả đúng là cái vị này xuất định, và hỏi ra thì mới biết là vị này nhập vào cái năm nào, trong cái đời nhà Tùy ở lúc nào, thì tính ra thì nó là 1000 năm. Đó là câu chuyện huyền thoại như vậy. Nhưng mà sự thật nó có đúng không? Ở đây nếu mà không có chân thành hỏi cái câu này thì chắc chắn là câu chuyện đó ai cũng tin rằng sự thật như vậy. Cho nên đây thầy sẽ đập dỡ những cái sai lệch nữa. Nếu không có người nhập định được thì câu chuyện này ai cũng tin là có thật. Phải nói đây là bọn đại biệt vua chúa của nhà Đường bịa đặt ca ngợi thiền tâm, nhưng không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm, tức là không có nhập định được đó, cho nên tưởng tượng ra mà bịa đặt, nên tưởng tượng ra mà bịa đặt cái câu chuyện. Bọn vua chúa nhà Đường không ngờ lực vô thường không thể nào chi phối vào hành giả nhập tứ thiền định, tứ thánh định, chớ chưa nói đến diệt thọ tưởng định. Nghĩa là tới mà nhập tới nhị thiền là thấy là luật vô thường nó còn chưa có tác động được, huống hồ là tứ thánh định, huống hồ là đến diệt thọ tưởng định. Người không nhập định được định của Phật, ngồi tưởng tượng theo kiểu thiền Đông Độ thì râu tóc móng tay móng chân luôn phải mọc. Nghĩa là bây giờ người tu thiền Đông Độ thì ngồi đây chẳng niệm thiện niệm ác,
Nhưng mà họ tưởng tượng rằng có thể nó ngồi dậy là có thể râu tóc mọc này kia nọ. Sự thật ra thì họ chưa có phải ở trong cái chỗ mà diệt tầm tứ, họ mới ở chỗ ý thức thanh tịnh mà thôi. Cho nên râu tóc của họ vẫn mọc, vì vậy mà họ tưởng tượng ra chắc là nhập định cũng râu tóc cũng mọc vậy thôi chứ không có gì. Tại sao vậy? Tại vì nhập thiền định, đông độ, khẩu hành, thân hành, ý hành không ngưng nghỉ. Nghĩa là nó luôn luôn nó còn hoạt động mà làm sao mà móng tay, móng chân như bình thường được. Bây giờ thầy nói như thế này, một người ngồi nè, không niệm thiện niệm ác nè. Đó, thì bây giờ cho họ ngồi bây giờ một năm đi nữa. Thì cái khẩu hành, thì cho là cái khẩu hành họ ngưng nghỉ đi, tức là tầm tứ nghỉ đi. Thì cái thân hành là hơi thở không ngưng nghỉ nè, rồi cái ý hành họ là cái bộ não nó cũng không ngưng nghỉ nè, tức là thọ tưởng không ngưng nghỉ nè. Mà thử hỏi làm sao một cái người mà ngồi mà chẳng niệm thiện niệm ác mà ngồi được một tháng hai tháng đâu? Đâu bao giờ có cái chuyện đó đâu. Cho nên ví dụ như bây giờ họ ngồi trong vòng chừng 5 tiếng 10 tiếng hay một ngày đêm đi, thì họ cũng phải đứng dậy họ đi kinh hành hoặc này kia nọ. Bị gì? Họ ngồi lâu phải mỏi mệt, phải tê, phải nhức à. Cho nên vì vậy mà cái khẩu hành họ có ngưng không? Không ngưng. Bởi vì khi mà họ đứng dậy họ đi thì cái khẩu hành họ đâu còn ngưng nữa được. Đó, thì như vậy là râu tóc móng tay móng chân nó phải ra mọc bình thường. Do thế mới biết rõ thiền đông độ không làm chủ sanh già bệnh chết. Do cái chỗ này mình mới biết rõ không làm chủ sanh già. Vì vậy mà tưởng tượng ở bên cái chỗ này mà tưởng tượng là diệt thọ tưởng định đó, là ngồi thiền râu tóc nó mọc như vậy, cho nên mới nói đây là thiền, đây là diệt thọ tưởng định. Bởi vì bên này nó đâu có nhập được mà ngồi cả ngàn năm như vậy. Cho nên chỉ có bên tiểu thừa, bên nguyên thủy nó mới có thể mà nhập được vậy. Mà cái định đó là gọi là diệt thọ tưởng định hay diệt tận định, thì nó mới có thể nó kéo dài được một ngàn năm như vậy. Thì cái ông hòa thượng này ông cũng dựa theo kinh sách mà ông nói thôi, tức là vị thiền sư này cũng dựa theo kinh sách mà nói, chứ ông cũng chả biết được cái điều này. Cho nên thấy tưởng tượng ra là coi như là râu tóc phải mọc như vậy thôi, chứ không có gì hết. Đây là cái sự mà tưởng tượng ra cái câu chuyện, huyền thoại ra câu chuyện, chứ không phải có một người nhập định thật sự như vậy. Nếu có vậy thì người ta đã xác định được râu tóc và móng tay móng chân có mọc hay không, người ta đã biết rồi. Thiền đông độ là một loại thiền lạc vào pháp tưởng, nên họ tưởng khi nhập định cơ thể như một người bình thường, nên râu tóc vẫn mọc. Đó, thì cái thiền hầu hết là ở bên Trung Hoa thì họ tu sĩ Phật giáo thì họ đều tu thiền đông độ, cho nên họ phải nghĩ trong cái vấn đề đó là nhập định là như vậy thôi, chứ không có thể nào. Chứ họ đâu có tu cái thiền của đạo Phật đâu mà họ biết là nhập định sao là đúng là sao sai. Cho nên họ cũng nói ưởng thôi, nghĩa là không thể ông vua hỏi mà mình không nói thì coi như là mình không biết, phải nói thôi. Mà nói theo kiểu mà mình chả biết mà nói như mình biết, tội là cái mình không biết mà mình nói mình biết, cái đó là cái đau lòng nhất, cái đó là cái giọng ngữ nhất của các vị thiền đông độ, thiền sư đông độ. Thà là mình không biết, mình nói mình không biết, để trời mình đi tìm cái mình không biết đó mà trở thành biết. Còn bây giờ mình không biết mà mình nói mình biết mà mình chẳng biết gì hết, thì cái đó là cái tội nhất. Cũng như tâm mình có tham mà mình không biết mình có tham, thì cái thiệt là cái đó thiệt là quá tệ. Tâm có tham thì biết tham, tâm không tham thì biết không tham. Tâm có sân thì biết sân, tâm không sân thì biết tâm không sân. Nó là những cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu đó. Hỏi kính bạch thầy, ý nghĩa và lợi ích của việc ngồi kiết già trong khi tu thiền nhập định như thế nào? Ngồi bán già và các tư thế ngồi khác tốt và xấu, xin thầy chỉ dạy cho con rõ. Những cái này, điều kiện này nó tuy đơn sơ vậy chứ mà nó cũng có hỏi thì nó mới có hiểu, chứ còn không hỏi thì nhiều khi chúng ta cũng không hiểu như thế nào. Đáp, tư thế ngồi kiết già là một tư thế ngồi rất vững vàng hơn các tư thế ngồi khác. Nghĩa là mình phải công nhận rằng cái tư thế ngồi kiết già, ngồi thiền mà ngồi kiết già rất là vững vàng. Nó có thể gom tâm rất dễ, thân cũng gom rồi tâm nó gom lại. Lợi ích của tư thế ngồi này là thân tâm gom lại dễ dàng, nằm trên một tụ điểm. Tụ điểm chỗ thân tâm gom lại là một định lực sau này. Nghĩa là cái tư thế mà ngồi kiết già thì nó tạo cho chúng ta thành một cái tụ điểm rất dễ, cái sức gom tâm chúng ta rất dễ. Mà cái tụ điểm mà chỗ để gom tâm để sau này nó trở thành một cái định lực, từ đó chúng ta mới nằm ở trên cái định lực, cái tụ điểm đó đó, mà chúng ta dùng cái đạo lực mà để điều khiển cả sự sống chết của chúng ta.
chứ không phải hoài cái chỗ đó mà chúng ta điều khiển được. Cũng như bây giờ mình đặt cái tâm mình ở đâu hoài, mình bảo nín thở ha, hoặc là tĩnh chỉ hơi thở, thì làm gì nó có tĩnh chỉ được. Khi mà muốn đặt muốn điều khiển cái hơi thở chúng ta ngưng nghỉ, thì chúng ta phải đem cả cái tâm của chúng ta phải nằm ở trên cái tụ điểm đó, tức là nằm ở trên cái định lực đó, để rồi từ cái sức định lực đó mà chúng ta biến nó trở ra một cái pháp hướng của nội tâm của chúng ta, nó trở thành cái sự điều khiển cho hơi thở tĩnh chỉ. Tư thế ngồi này dễ gom tâm quán chiếu, nó dễ, vừa dễ gom tâm mà tư thế này ngồi nó dễ quán chiếu, dễ quán chiếu hơn, trí tuệ chúng ta sáng suốt hơn, và nó phóng ra những cái trí tuệ rất là dễ dàng phát triển. Cái tư thế mà ngồi kiểu dài, bán già và các tư thế ngồi khác gom tâm khó hơn, dễ sanh lười biếng, trí tuệ khó phát triển hơn, nên sự quán chiếu thường bị vô minh che mờ. Nghĩa là mình tu cái định vô lậu, mình ngồi trong cái tư thế thường về, mình suy tư đó, mình quán chiếu đó, mình suy tư điều này thế kia, thì nó không có sáng suốt đâu. Nhiều khi mình ngồi tư thế bình thường này thì mình quán chiếu thì nó không có sáng suốt, nó không có gì xả được cái tâm của mình. Cho nên phần nhiều chúng ta mà muốn mà xả được cái tâm mình thì mình ngồi kiết già, rồi mình đặt cái niệm đó, mình quán chiếu cái niệm đó, mình xem xét cái niệm đó xong xuôi, thì càng lúc thì mình càng sáng ra, tự nhiên nó làm cho mình thấu rõ được cái chỗ mình quán xét, chỗ mình quán chiếu. Nhưng khi đã nhập được định rồi thì tư thế ngồi nào hoặc bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều nhập định được cả. Mới đầu chúng ta tu thì chúng ta cũng nên lấy cái tư thế ngồi kiết già mà chúng ta tập đầu tiên để chúng ta gom tâm và tạo tụ điểm. Sau khi mà chúng ta nhập định được rồi thì nó không cần ở chỗ cái tư thế ngồi kiết già, hoặc là ngồi tư thế nào chúng ta cũng nhập định được, đi cũng nhập định được, đứng cũng nhập định được, nằm cũng nhập định được, chứ không phải cần ngồi kiết già mà nhập định. Nhưng tu thiền định phải biết mọi quay nghi đều tu tập được cả, không riêng gì ngồi kiết già, nhưng không được bỏ kiết già, nghĩa là không được bỏ ngồi kiết già. Vì ngồi kiết già cũng là một phương pháp rèn luyện ý chí của người tu. Chúng ta cũng phải nhớ rằng cái tư thế mà ngồi kiết già cũng là cái phương pháp rèn ý chí của mình đó. Bởi vì nó tréo chân, nó đau, nó nhức, nếu mà mình không ý chí thì mình thấy đau quá thôi, kéo lên đau quá thôi, xả ra thôi, ngồi kia cũng tu được chứ có gì đâu. Do đó cái ý chí mình nó cùng nhục, nó không có cái nghị lực, nó không có chiến thắng được. Còn cái người mà kéo lên đau nhất định là phải ngồi cho được. Cho nên vì thế nó cũng rèn luyện cho mình những cái ý chí nó mạnh mẽ hơn. Thì như vậy chúng ta cũng không nên bỏ kiết già. Nhưng mà khi mà chúng ta nhập định được rồi thì tư thế nào thì chúng ta cũng nhập định được, chứ không phải là cần ngồi kiết già. Bởi vì thiền của đạo Phật nó không chỉ nhắm vào có cái chỗ ngồi. Như chúng ta đi kinh hành đó, đi biết chúng ta đi đó, tức là tu hành tướng ngoại, thì đó là định chánh niệm tỉnh giác, thì nó cũng là thiền định rồi, chứ đâu phải cần. Cho nên chúng ta chỉ có cái bây giờ chỉ có mình tu về cái hơi thở, tức là cái hành động nội thân của mình đó, thì mình ngồi lại để cho tâm nó gom lại. Thứ nhất là nó cần thiết là cái định niệm hơi thở nó là trợ pháp cho các pháp khác đó. Thì mình ngồi nó càng tốt để cho mình trợ pháp các pháp, mình tu các pháp khác. Ví dụ như bây giờ nó quán từ bỏ đó, thì mình dùng cái hơi thở, tức là mình ngồi trong tư thế đó để quán từ bỏ, thì tức là nó có một cái tâm nó xoáy vào đó để nó phá vỡ cái tâm tham sân si của mình, cái lậu hoặc của cái thân tâm mình. Cho nên nó từ đó mình quán từ bỏ đó, tôi hít vô, quán từ bỏ tôi thở ra đó. Thì do đó mình nương cái hơi thở đó để mình tỉnh thức, rồi dùng cái pháp hướng mình nhắc từ bỏ cái tâm tham sân si của mình đó. Thì đó là cách thức mình ngồi. Còn cách thức mình đi thì tập tỉnh thức mình đi thì cũng là một cái quay nghi tu thiền điều tốt. Thì ở đây thầy khuyên rằng tất cả các quay nghi đều chúng ta tu được, nhưng mà hiện cái quay nghi nào tu theo cái quay nghi nấy, cái thiền nào mà tu theo cái quay nghi đó, chứ không phải là nó có nhiều cái thiền mà cần ngồi thì chúng ta ngồi, mà không cần thì chúng ta đừng có bắt nó ngồi, mà chúng ta phải tu ở trong cái quay nghi đó. Hỏi: kính bạch thầy, trong khi con tu các định dùng các câu pháp hướng đã thuộc lào, có khi lại quên mất, mãi mới nhớ ra được, như vậy con đã tu sai chỗ nào? Bây giờ thầy đáp đây. Có khi con quên mất câu pháp hướng, đó là con đã chọn nhiều câu pháp hướng quá, nên có khi nào nên có khi vào tu thì lại quên đi, nghĩa là con chọn rất nhiều câu pháp hướng.
con nên chọn pháp hướng nhắm vào mục đích của việc mà muốn đạt được. Chỉ cần một câu ngắn đầy đủ ý nghĩa: đập phá xả đoạn dứt ác pháp hay là dục tâm dục đó mà con chưa có đoạn dứt được. Nghĩa là dùng cái câu pháp hướng trong cái thời điểm này đang tu cái gì, muốn đạt được cái mục đích đó thì mình đặt cái câu pháp hướng đó. Thì cái câu pháp hướng đó vừa ngắn gọn thì chúng ta nhớ rằng một câu pháp hướng nhắc tâm và một cái câu pháp hướng truyền lệnh. Thì như vậy khi nào mà thấy nó không đạt được thì chúng ta mới dùng cái câu pháp hướng truyền lệnh. Cũng như bây giờ thầy nói như hơi thở nè, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái câu pháp hướng nhắc. Còn cái câu pháp hướng truyền lệnh á, cái tâm á phải biết cái hơi thở, phải chú ý hơi thở, không được khởi dung tưởng. Thì do đó là cái pháp hướng truyền lệnh. Còn cái pháp hướng nhắc tâm, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là nhắc cái tâm mình cho mình biết thở vô thở ra. Như vậy thì cái câu pháp hướng nó càng gọn mà nó đầy đủ cái ý nghĩa, mà cái mục đích mình muốn đoạn dứt cái đó thì cái đó là nó chắc chắn, nó mạnh mẽ, nó tạo cho một cái lực rất mạnh. Còn mình nói nó dài, mình cái câu pháp hướng mà nó dài nó yếu lắm, về cái lực của đạo nó cũng yếu nữa. Chỉ câu pháp hướng dài là nhắc nhắc tâm nhẹ nhàng, cũng như cái lời khuyên con. Còn cái câu pháp hướng mà ra lệnh như cái lời đe dọa: mày mà còn đi chơi với bạn bè mày nữa là tao giết mày, tao không để mày. Đó là cái câu pháp hướng truyền lệnh: từ đây mà tao thấy cái mặt mày mở trong cái quán đó nữa là tao giết mày. Thì đó là cái câu truyền lệnh. Còn cái câu á, con đừng có vào cái quán đó chơi, nó ở đó là bạn bè hư thân mất nết, rượu chè bài bạc này kia, con chơi rồi lớn lên con sẽ trở thành một cái tên lưu manh, nó không đúng này kia. Đó là cái lời khuyên lên con mình, tức là cái pháp hướng đó là nó nhắc, cho nên nó nhẹ nhàng mà nó nhiều, nó nói tùm lum đủ thứ hết. Còn câu pháp hướng càng gọn: mày chết mày vô đó tao giết mày, đó là cái câu nói. Là thì chúng ta phải biết sử dụng những cái câu, nhưng mà cái câu mà pháp hướng mà nhắc tâm nó càng gọn bấy nhiêu nó cũng càng tốt, chứ không phải ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hơi thở vô tôi biết vô, hơi thở ra biết ra, hơi thở vô mình nhắc nó vậy, hơi thở vô hơi thở ra. Thì khi mình thở ra mình nói thở ra, hơi thở vô mình nói vô, cứ vậy mình nói, nó càng ngắn, tức là cũng nhắc tâm, mình nhắc tâm ngắn. Ví dụ như bây giờ cái ý thức của mình nó hay có vọng tưởng thì mình nhắc ý thức phải tỉnh, mình nhắc nhẹ ý thức phải tỉnh, thì mình nhắc cho nó cứ nhắc chút lắng nhắc chút thì nó tỉnh, nó không có phóng khởi ra dụng được. Tùy theo ở cái tâm của mình mà mình đặt tướng của mình, mà mình đặt cái pháp hướng cho nó ngắn gọn thì nó sẽ không có quên, nó không có quên. Còn cái câu pháp hướng mà dài quá, khi mà mình muốn hướng mình không nhớ, nhiều quá rồi bây giờ không nhớ hết, đọc hết trở lại chỉ còn có nước còn lật cái tờ giấy ra mà đọc thì mới được, chứ còn bây giờ thì không có thì không đọc quên hết. Đó, thì do cái chỗ mà con đặt những cái pháp hướng như vậy thì con hay quên, là tại vì nó nhiều. Có nhiều khi mà con tu một cái định đó mà con hai ba câu pháp hướng là cho nên nhớ được câu này thì nó lại quên câu khác. Ví dụ con tu định niệm hơi thở hoặc là chánh niệm tỉnh giác định mà vọng tưởng cứ xen vào làm con thất niệm nơi hơi thở, thì có hai cách đặt pháp hướng. Đây là thầy đem những cái ví dụ để cho con nương vào đó mà đặt. Là nhắc tâm thì hơi thở vào tôi biết hơi thở vào, hơi thở ra tôi biết hơi thở ra. Đó là cách thức mà hướng tâm nhắc tâm. Bây giờ truyền lệnh, truyền lệnh tâm nè: vọng tưởng phải dừng, không được xen vào. Đó là mình nhắc, khi đó là mình nhắc, trong khi đó mình đang nương hơi thở. Nếu dùng pháp hướng ngắn hơn, dễ nhớ hơn thì mình sẽ nhắc tâm của mình bằng cái pháp hướng ngắn hơn: hơi thở vô hơi thở ra, tức là mình thở vô mình nhắc hơi thở vô, rồi mình thở cho hết hơi thở vô, rồi bây giờ bắt đầu thở ra hơi thở ra, mình nhắc hơi thở ra. Mình còn ngắn hơn nữa, nhắc ngắn hơn nữa, thì khi mà hơi thở vô thì mình nói vô, khi ra mình nói ra, mình nhắc ngắn hơn nữa. Mình chỉ có dùng có một chữ mà nó cũng trở thành một câu pháp hướng của mình: ra vô ra vô, cứ theo cái hơi thở mình nhắc ra vô, rồi mình ngưng một lúc sau mình nhắc ra vô, và cứ như vậy nó làm cho cái sức tỉnh của mình nó nương vào hơi thở mà nó không bị vọng tưởng. Truyền lệnh tâm vọng tưởng dừng, mình truyền lệnh tâm mình bảo vọng tưởng dừng,
thì đó là mình truyền lệnh, mình dùng những cái danh từ ngắn gọn như vậy. Còn mình dài thì nhắc nó lê thê, nó dài, nó không có cái mạnh, mình chỉ ra vô như vậy là mình biết là hơi thở ra vô. Nó mình dùng những cái danh từ nó gọn ngắn. À, nó là những cách thức mà mình trạch cái câu pháp hướng của mình cho nó đúng với cái đặc tướng, cái hoàn cảnh của mình, nó làm cho mình không có quên. Hỏi: kính bạch thầy, các cụm từ mà Đức Phật đã đặt ra, thất kiết sử, ngũ truyền cái, thánh phòng hộ sáu căn, xin thầy giải thích cho con được hiểu. Đó, những cái cụm từ này nhiều khi các con cũng nghe nói thất kiết sử nè, rồi ngũ truyền cái nè, mà không biết sao nó cũng có tham sân si gì tùm lum trống, không biết nó giống nhau khác nhau chỗ nào. Bây giờ thầy chân thành hỏi, thì một người hỏi bao nhiêu người thầy trả lời bao nhiêu người để sẽ hiểu. Đáp: thất kiết sử là bảy cái pháp trói buộc con người khiến cho đau khổ. Bảy pháp đó gồm, bảy pháp đó gồm có đó, nó gồm có cái gì đây? Một là ái kiết sử. Thứ nhất là ái kiết sử. Ái kiết sử thì có nghĩa nó là lòng thương yêu, ưa mến, thích thú của mình, nó đã trói buộc mình, làm cho mình đau khổ. Nghĩa cái lòng mà thương yêu của mình đối với một cái đối tượng nào đó, một cái vật gì đó, đối với cha mẹ, anh em, đều nó thuộc về ái kiết sử. Cho nên cái lòng thương yêu đó nó trói buộc mình, nó làm cho mình đau khổ. Hoặc là mình ưa thích một cái vật gì đó thì cái đó cũng thuộc về ái kiết sử, cho nên nó trói buộc mình nhiều lắm. Bây giờ thí dụ như mình ưa thích cái nhà thì chính cái nhà đó là cái ái kiết sử, cho nên nó trói buộc mình, làm cho mình ưa thích nó. Vì vậy mà mình chịu đau khổ đủ hết. Đó là ái kiết sử. Sân kiết sử là lòng sân, buồn, tức, giận dữ của mình đã trói buộc mình, làm cho mình buồn khổ. Nghĩa là nó kéo cho mình tùy miên, nó luôn luôn nó miên mặt ở trong cái lòng của mình, nó làm cho mình cái giận đó, nó cứ kéo dài hoài. Cho nên nó trói buộc mình, nó làm cho mình không có bao giờ nguôi cái lòng giận đó, lòng sân nó được, lòng giận hờn nó được. Đó là cái sân kiết sử, nó trói buộc mình, nó làm cho mình cái già hoài, nó buộc mình hoài. Ba, kiến kiết sử. Kiến kiết sử là sự cố chấp hiểu biết của mình cho là đúng, còn tất cả sự hiểu biết của người khác cho là sai. Vì thế nó tự trói buộc lại mình, làm khổ mình, ai nói gì mình cũng chẳng nghe. Thí dụ như bây giờ mình nói như thế này: tôi thì tuổi trẻ còn nhỏ chưa biết đời, cho nên phải hiểu đời rồi tôi dễ xả bỏ. Bây giờ chưa biết đời mà xả bỏ tôi chưa có biết gì hết, tôi xả bỏ khó lắm. Do đó cái kiến của ý kiến, cái kiến chấp của mình là như vậy. Nhưng người ta nói đời là khổ, đừng có nhiễm nó lập xả không có được. Nhưng mình cứ mình chấp nó là có. Cái ý của mình như vậy là mình phải hiểu rồi mình mới xả mới được, còn mình chưa hiểu. Do cái chỗ mà kiến chấp đó thì nó là kiến kiết sử, nó trói buộc mình hoài, nó làm cho mình không có chấp cái lời nói của cái người có kinh nghiệm đi qua. Vậy nó mình bị trói buộc ở trong đó, cho nên mình cứ day dứt, mình khổ đau, mình phải như thế nào, nó làm cho mình phải tìm hiểu, chứ còn không hiểu thì mình. Nhưng mà khi mà đã hiểu rồi thì tới chừng đó thì lời của những người mà người ta những cái hiểu biết của người ta, tức là kiến là cái hiểu biết của người ta nói quá rồi, quá đúng rồi, bây giờ mình có rồi mình xả không được rồi. Trời ơi, giờ vợ có vợ con một bè rồi, làm sao bây giờ mình xả đây? Trời ơi, mình bỏ nó đâu có được. Cho nên vì vậy mà bây giờ mình vợ chết vợ sống. Hồi đó không có thì khỏe quá, bây giờ có thì khó quá. Cho nên kiến kiết sử là nó trói buộc mình rất chặt. Nghi kiết sử là lòng nghi ngờ tự trói buộc mình, làm khổ mình mà chẳng bao giờ chịu rời bỏ. Nghĩa là cái lòng nghi của mình nghi cái gì đó, mình không có chịu bỏ cái lòng nghi đó. Cho nên do cái chỗ đó mình sẽ mất đi cái nghị lực, mình mất hết cái nghị lực của mình nghi cái chỗ đó. Ví dụ giờ mình nghi cái pháp đó tu không được thì mình hết có muốn tu nổi được. Một người học trò mà nghi thầy dạy mình là tu chưa tới nơi, lòng nghi này làm cho mình không còn tu tập được nữa. Như nghi Đức Phật là không đúng, hay đạo Phật không đúng thì không còn theo đạo Phật tu nữa. Đó là cái nghi mà nó sẽ mất đi cái chỗ tu tập của mình. Cho nên cái nghi cái sử này nó trói buộc, nó làm cho mình không có xả ra được, nó trói buộc mình. Do đó từ đó cái người học trò mà xa thầy, họ nghi ông thầy bằng cách này cách khác mà họ không có tự tìm hiểu cho nó rõ ràng, là do đó họ họ bị
họ bị cái nghi đó mà họ không còn tu tập được giới pháp của một vị thầy nữa. Cũng như mình nghi Phật thì tức là mình không thể nào mình theo đạo Phật được. Đó là cái nghi nó trói buộc mình, từ đó mình bị trói buộc mà mình không có tự sáng suốt lấy ra. Bởi vì Đức Phật dạy cũng như thầy dạy, cái gì thầy nói đừng có tin thầy, đừng có tin thầy mà hãy suy ngẫm rồi thấy đúng mới tin. Như vậy nó còn nghi lắm, nó không còn nghi. Còn bây giờ thầy nói thì không chịu nghe, không có chịu nghe cái lời giảng dạy của thầy, do đó không chịu suy ngẫm coi đúng hay không, cho nên vì vậy mà mình đâm ra mình nghi thầy bằng cách này bằng cách khác, từ đó mình không còn tu tập nữa. Năm, mạng kiết sử là lòng ngã mạn, kiêu căng tự đắc, tự trói buộc mình, lúc nào cũng tự xem mình là trên hết, do lòng hiu hiu tự đắc. Này đã làm khổ mình, tức là đã trói buộc, đã làm mình rất khổ, mà mình không có hay biết gì, mình tưởng là mình ngon, là tưởng mình hay đó, cho nên mình cứ tự coi như là mình ngon nhất đó, thì do đó nó tự làm cho mình trói buộc mình mà mình không chịu bỏ cái chỗ đó. Cho nên hầu như người ta có một chút với học thức nào đó, bỗng dưng người ta có cái mạng kiết sử liền, nó trói buộc họ, họ coi cái chỗ học của họ là hơn hết, cho nên họ bị cái ngã mạng, cái ngã mạng đó. Sáu là hữu tham kiết sử là những vật, hữu tham kiết sử là những cái vật mình đã có sẵn rồi, như bây giờ mình có cái nhà, cái đồng hồ, cái bàn, cái ghế, cái này kia, những cái vật mình có sẵn rồi mà bây giờ những cái vật này nó mất đi mình buồn nè, mất đi mình tiếc nè, ai làm hư thì mình giận, mình chửi người ta nè, thì đó là gọi là hữu tham kiết sử, nó làm cho mình buông xả không có được, tức là mình bị trói buộc. Cũng như cái nhà mình bây giờ có người nào lợi họ lấy đi, hoặc cái bàn này họ lấy đi, thì tức là mình phải nói cái bàn này của tôi không phải của ông đâu, ông lấy không có được, do đó tức là mình không có rời bỏ được. Thầy nói thậm chí như một tu sĩ chúng ta có một cái bình bát thôi mà cứ sửa sang cho cái bình bát đẹp đó, là cái người đó cũng bị hữu tham kiết sử rồi đó, chứ đưa nói chưa nói chi nữa, xả hết. Cho nên ví dụ như chúng ta có một cái gì tốt mà người ta xin, dùng cho liền, thì cái người đó không bị hữu tham kiết sử. Còn mình thấy cái vật này tốt không dám cho thì tức là mình còn bị hữu tham kiết sử, nó trói buộc mình với cái vật đó. Ví dụ như cái đồng hồ của thầy đây, mà ai hỏi xin thầy nói đồng hồ này hư rồi, thôi để thầy kiếm đồng hồ khác. Nhưng mà đó là cái hữu tham kiết sử, thầy muốn giữ nó, thầy khéo léo nói vậy đó chứ, thầy muốn giữ nó, thầy không muốn rời nó đó. Nó có những cái kỷ niệm của thầy này kia, hồi đó có một cái người bạn nào đó mà biếu thầy, giờ bỏ nó thì mất cái tình kỷ niệm.